Thưa quý vị, thời điểm mà trước, trong và sau Tết Nguyên đán là dịp cao điểm của các hoạt động tổng kết liên hoan tất niên chào đón năm mới. Đi cùng với những bữa tiệc liên miên là số lượng rượu bia tiêu thụ tăng cao và kèm theo đó là nguy cơ gia tăng số vụ ngộ độc do lạm dụng bia rượu. Đáng chú ý thời điểm này, rất nhiều trường hợp phải nhập viện do uống quá nhiều, uống quên ăn và có những trường hợp khi nhập viện đã trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng tử vong. Vậy làm thế nào để tránh phải nhập viện do ngộ độc rượu? Và làm sao để uống rượu không thành nỗi đau dịp đầu xuân? Để chia sẻ vấn đề này, chúng tôi có mời tới trường quay ngày hôm nay tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Vâng ạ, rất cảm ơn là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa bác sĩ, thời điểm này thì Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, số lượng bệnh nhân ngộ độc rượu có tăng hay không ạ? Và bệnh nhân nhập viện trong tình trạng như thế nào ạ? Vâng, cứ năm nào cũng vậy, cứ những dịp mà trước và sau Tết là số bệnh nhân ngộ độc rượu cấp đến cấp cứu tại trung tâm chống độc tăng lên rất là nhiều. Tất nhiên chúng ta có một khoảng thời gian sát Tết và trong Tết và ngay sau Tết, thì đó là thời điểm mà bà con ở các tỉnh xa di chuyển về quê, là vì còn nội thành Hà Nội thì chúng ta cái số lượng bệnh nhân ngộ độc rượu cũng sẽ giảm đi. Dạ vâng. Và bệnh nhân hiện thì thường là nhập viện trong tình trạng thế nào ạ, bác sĩ? Các bệnh nhân ngộ độc rượu cấp tính thì đến viện trong cái tình trạng rất là khác nhau. Những người nhẹ nhất thì là biểu hiện là có thể là chỉ là đau đầu rồi nôn nhiều, mất nước, điện giải. Tuy nhiên rất nhiều trường hợp nặng, ví dụ như là kích thích vật vã, hôn mê, lơ mơ lẫn lộn, rồi thì co giật, tụt huyết áp, rồi có biến chứng suy thận vân vân, và cũng có nhiều trường hợp là tổn thương não hoặc thậm chí tử vong. Rất nhiều những nguyên nhân và rất nhiều những tình trạng khác nhau. Nguyên nhân là bởi là do ngộ độc rượu, đúng không ạ? Đã vào trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai để điều trị trong thời điểm cận Tết Nguyên đán như thế này. Và với những bệnh nhân ngộ độc rượu cấp, họ và gia đình thường mắc phải những sai lầm nào khi uống rượu ạ? Khiến bệnh nhân nhập viện đã trong tình trạng nặng, thưa bác sĩ. Thường các nguyên nhân phổ biến nhất mà dẫn tới những trường hợp mà người dân chúng ta bị ngộ độc rượu mà phải nặng mà phải nhập viện ấy, là cái nguyên nhân đầu tiên nhất là chúng ta uống nhiều quá, uống nhiều. Và thứ hai là sau đó có những cái vấn đề tiếp theo nó khó kiểm soát, ví dụ như là điều khiển phương tiện bị chấn thương tai nạn giao thông, rồi các xung đột, các mâu thuẫn, các cái vấn đề chấn thương hệ lụy kèm theo. Thế rồi thì uống sau đó thì là lúc uống thì không ăn, mãi uống, và sau đó về nhà thì lại ngủ quên, ngủ qua bữa và người nhà cũng bận rộn không để ý tới hoặc không có ai để bỏ bữa, nên xem là tổn thương hạ đường huyết, tổn thương não và rất là đáng tiếc, rất nhiều cái biến chứng kèm theo. Vâng, rất nhiều biến chứng. Và trong những ngày Tết ạ, thì mọi người thường có xu hướng chúc tụng mời nhau rượu, từ uống vui cho đến uống nhiều. Vậy có lượng khuyến cáo để người dân tránh phải ngộ độc rượu không ạ? Với cái việc khuyến cáo mà số lượng rượu uống làm sao để cho người dân chúng ta hạn chế bị ngộ độc nhất ý, thực sự rất là khó. Đấy. Em phải nói rằng là rượu là một cái chất mà nó có tác dụng rất đặc biệt, nó làm cho não của chúng ta mất khả năng kiểm soát. Đấy. Và chúng ta nói uống ít uống nhiều rất là khó, nó là cái bẫy. Đấy. Và cứ uống, chừng nào uống vào là sẽ càng dễ mất kiểm soát, đặc biệt là những người mà có cái nhân cách, những hành vi, những hệ tâm thần đặc biệt như vậy. Thì tuy nhiên cái số lượng người ta khuyến cáo là với người trưởng thành chúng ta một ngày không nên quá khoảng 50 cc, 50 ml rượu loại 40 độ này, đối với nam giới. Thế còn cũng với đối với nam giới người lớn thì trưởng thành thì là bia thì không quá khoảng 400 ml bia loại 5 độ. Thế còn đối với nữ giới trưởng thành thì cũng không không được quá một nửa của nam giới. Không được quá một nửa nam giới. Vậy, như vậy thì bác sĩ cũng đã đưa ra những khuyến cáo cho những người mà trong Tết này ạ, có thể là phải uống rượu, nhưng mà chúng ta nên kiểm soát được số lượng rượu methanol đưa vào cơ thể mình. Và nhiều người vẫn nghĩ uống rượu độc là rượu pha cồn công nghiệp methanol ạ, mới gây ra những quả nặng nề. Vậy thì uống quá nhiều dẫn đến ngộ độc rượu có thể gây tử vong. Những hệ quả của việc uống quá nhiều là như thế nào ạ? Hiện nay ngộ độc rượu chúng ta đang có hai cái chất phổ biến dẫn tới ngộ độc do uống rượu. Thứ nhất là cái cồn công nghiệp methanol thì quá rõ rồi, thực sự nó hóa chất độc không được uống, thế và nó vẫn gây ngộ độc, thì nó cái một cái chất đặc biệt chúng ta sẽ đề cập riêng đến đến thời điểm khác. Tuy nhiên thì với rượu thông thường hay rượu uống hay là ethanol
kể cả rượu thông thường uống vậy, nếu mà chúng ta uống nhiều thì cũng là đều là các cái chất độc. Và thực sự thì ethanol là một chất mà nó về cơ bản thì nó tác dụng có hại lên sức khỏe là chính, có rất ít tác dụng có lợi, chỉ những trường một số trường ít như uống rượu vang, uống thời gian kéo dài, số lượng ít, ở nước ngoài người ta chứng minh thấy hiệu quả tốt với tim mạch, tuy nhiên còn lại hầu hết là thực sự hầu hết là có hại cho sức khỏe. Và uống nhiều thì nó vào cơ thể nó gây ức chế thần kinh trung ương, nó gây mất kiểm soát là ban đầu, sau đó ức chế nhiều thì dẫn tới hôn mê, rồi thì suy hô hấp, tụt huyết áp, rồi thì gây hạ đường máu, rồi thì hay hạ thân nhiệt, gây một loạt các rối loạn của các cơ thể và rất nặng thì có thể để tử vong. Vâng, đúng là rượu thì trong dịp Tết này chúng ta sẽ không thể tránh khỏi. Tuy nhiên là chúng ta phải nên kìm hãm và làm sao để kiểm soát được cái lượng rượu đưa vào cơ thể, mà khi mà uống quá rồi thì sẽ để lại những cái hệ quả, những hậu quả vô cùng nghiêm trọng mà chúng ta không thể lường trước được. Một số người khi bị say rượu có thói quen uống thuốc giải rượu hay là uống nước chanh, các loại nước ép để nhanh tỉnh, thì điều này có đúng hay không thưa bác sĩ? Sau khi uống rượu mà người uống mà thấy mệt và có vấn đề mà chúng ta cần uống, ăn uống cần chữa đến mức độ nào đó, thì chúng ta hay lưu ý là thực tế hiện nay ấy, trên thị trường thì cũng có rất nhiều các cái sản phẩm mà gọi là được quảng cáo là để giải rượu, hay các loại thực phẩm chức năng, hay là thậm chí cả thuốc. Tuy nhiên có thể nói là tất cả cái sản phẩm đấy không có tác dụng về mặt để làm giảm độc tính, giải độc của rượu ethanol cả. Thế và trong phác đồ của chúng tôi, kể cả trên thế giới, trong Ivan không có, không chứng, không thấy các tác dụng đấy. Tuy nhiên để giảm nhẹ hoặc là để cải thiện bớt cái tình trạng sau khi uống rượu, ngộ độc rượu, thì về mặt người dân chúng ta có thể tự làm những động tác. Ví dụ như đầu tiên là chúng ta phải ăn cho, sau khi uống rượu, lưu ý phải ăn cho đủ, đặc biệt là các cái thực phẩm là nguồn gốc là tinh bột, glucid, chất đường, để tránh hiện tượng hại đường huyết. Thứ hai là thường chúng ta sẽ mất nước, mất các chất điện giải, mất muối do nôn, do vã mồ hôi, kích thích, vân vân. Thứ thì lưu ý là chúng ta hãy uống các cái dung dịch, các cái có cái chất nước, các cái chất khoáng, đặc biệt nếu có vitamin thì càng tốt. Ví dụ dễ nhất chúng ta hãy uống cái Orezon, rồi là cơm nước quả tươi là luôn có tốt. Nước canh rau cũng được, rau mà chút muối cũng được. Đấy, cái bù nước, bù muối, bù các vitamin nó sẽ đỡ mệt nhanh. Vâng. Trước khi chúng ta phải ngồi bàn nhậu thì chúng ta có cần lưu ý về cái điểm gì để tránh bị uống quá say không thưa bác sĩ? Trước khi vào bàn nhậu thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta biết là những đối tượng chúng ta không nên uống rượu. Ví dụ như là trẻ em chắc chắn không được uống rượu. Thứ hai là phụ nữ không nên uống rượu, phụ nữ uống rượu rất nhiều hệ lụy kèm theo. Thứ ba là những cái người mà có những cái bệnh, những tình trạng sức khỏe đặc biệt, ví dụ như là ví dụ bệnh về hô hấp, suy hô hấp mãn tính, suy hô hấp rồi suy tim, bệnh về loạn nhịp tim, các bệnh về mà bác sĩ khuyến cáo là việc dùng uống rượu mà nó có thể tương tác với thuốc làm ảnh hưởng tác dụng của thuốc, thậm chí làm độc hơn hoặc là giảm mất tác dụng chữa bệnh của thuốc, làm bệnh trầm trọng thêm, thì lưu ý phải tuân thủ hướng dẫn của thuốc của bác sĩ. Thứ hai là hãy chọn thời điểm uống phù hợp, ví dụ như là uống lúc nghỉ ngơi, rồi uống sau đó chúng ta không làm những động tác, những lao động đòi hỏi độ chính xác cao, không điều khiển phương tiện giao thông, nhưng nó rất quan trọng. Và lưu ý những người nữa là những người có khả năng, khó có khả năng kiểm soát bản thân, dễ mất kiểm soát. Đấy, thì trong thiên hướng ngày có một chút vấn đề gì đó, tôi hạn chế để những người đó uống rượu, bởi khi uống rượu vào sẽ rất mất kiểm soát và sẽ bộc phát ra rất nhiều vấn đề. Vốn đã kiểm soát mấy lâu nay, nay mất kiểm soát thì sẽ rất nhiều vấn đề sẽ phát sinh. Vâng ạ. Vậy thì bác sĩ có những cái khuyến cáo gì dành cho đấng mày râu ạ, trong những cái ngày cận kề Tết như thế này khi đôi khi là bắt buộc phải uống rượu ạ? Để hạn chế những tác dụng có hại, hạn chế hiện tượng ngộ độc rượu khi do uống rượu gây ra, thì người dân chúng ta đặc biệt là chú ý là đầu tiên vẫn cố gắng là hạn chế uống rượu ít nhất, hạn chế uống rượu tối đa nếu có thể. Số lần uống, số lượng uống, thời gian uống, tần suất uống, thời điểm uống và lưu ý. Rồi khi bước vào bàn chúng ta lưu ý kiểm soát về số lượng, kiểm soát về hành vi, giúp đỡ nhau, để ý tới nhau, sức khỏe của nhau trong lúc uống rượu. Đấy, và lưu ý để nhắc nhau cùng ăn uống cho đầy đủ. Và sau đó để ý những cái hoạt động sau đó, sau khi chặn rượu, sau chúng ta lưu ý làm sao để an toàn cho bản thân, an toàn cho người xung quanh. Vâng ạ. Vừa rồi thì là những cái lưu ý để dành cho những đấng mày râu ạ. Vậy thì không biết là đối với những ngày cận kề Tết như thế này thì
bản thân mỗi chúng ta ấy, bản thân mỗi chúng ta thì cần có những cái phương pháp nào, hay là có những cái loại thực phẩm nào để tránh phải uống quá nhiều, hoặc là uống mà chúng ta sẽ giảm say đúng không ạ? Những cái nước bù giải này, điện giải này, hay là những loại nào nữa không ạ? Đó là một cái câu hỏi cũng rất là hay, và là nhu cầu, thực sự có thể nói là cái yêu cầu, cái mong muốn từ những rất nhiều người uống rượu. Thứ nhất là làm sao để uống rượu để nó khó lâu say và không say. Thứ hai là sau đó thì làm sao để giải độc của rượu, đúng không? Như vấn đề về giải độc rượu thì tôi vừa chia sẻ với cái quý vị rồi. Thứ hai vấn đề làm sao để giảm cái hiện tượng say hoặc lâu say hơn, đúng không? Tôi nói là thì nam giới là muốn uống để chống chọi cái cuộc nhậu được lâu dài hơn. Tuy nhiên thực sự là cái việc đấy rất có vấn đề. Dù anh có chậm say hay lâu say hay là trụ vững, hay thì xin lỗi chúng ta là những từ gọi là thông thường như thế người dân chúng ta dùng, thì đều nó không có lợi cho sức khỏe. Quan trọng nhất số lượng rượu anh đưa vào người thì nó vẫn là như vậy, vẫn bắt gan phải làm việc, vẫn ảnh hưởng cho cơ thể như vậy, nó lại gây hại. Chúng ta có thể không say bây giờ nhưng mà rượu vẫn còn trong người, uống vẫn nhiều như thế, thì thậm chí là cảm giác không chậm say hơn thì sẽ có xuống, uống nhiều hơn thì còn nguy hiểm hơn. Đấy, vậy chúng ta không nên làm cái việc đấy. Lưu ý cứ bình thường thôi, thì uống cho hạn chế tối đa và cố gắng ăn bình thường. Đấy, và thì mới an toàn cho sức khỏe. Quan trọng nhất là phải kiểm soát được lượng rượu đưa vào cơ thể chúng ta, đúng không ạ? Và một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay và có những chia sẻ rất cụ thể, thiết thực tới toàn thể đứng mày râu trước khi vào dịp Tết Nguyên đán. Thưa quý vị, cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.